Bạn Nam ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Giới thiệu về mình đi bạn. Em chào anh Nguyễn Linh, em chào chị Cát Tường. Em tên là Trần Vĩnh Toàn. Em quê ở Bến Tre. Hiện em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của em là kỹ sư hệ thống thông tin. Mình bao nhiêu tuổi? Em 27 tuổi. Rồi, mời bạn giới thiệu. Em xin chào chị Cát Tường. Em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào bạn bên cạnh cùng toàn thể các quý vị khán giả ngày hôm nay. Em tên là Võ Thị Cúc Cưng. Năm nay em 25 tuổi. Cúc hả? Dạ, mọi người thường kêu em bằng Cúc. Tên em là Cưng, họ tên đầy đủ là Võ Thị Cúc Cưng. Ồ, là Cúc Cưng thì quê mình ở đâu? Em quê ở Gia Lai. Hiện tại là em đang là dược sĩ ở nhà thuốc ạ. Bên kia là dược sĩ, bên đây là kỹ sư. Kỹ sư, hai người thấy hợp đó nha. Trải qua mấy mối tình rồi bạn? Em trải qua một mối tình khoảng 2 năm rồi. Bạn gái thì sao? Mình trải qua mấy mối tình rồi? Đến hiện tại thì em chưa trải qua mối tình nào hết. Em chỉ thích đơn phương thôi. Đơn phương mấy mối? Chính thức của em là em thích đơn phương hai người. Mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em mong muốn bạn trai của em á là hãy biết chơi thể thao. Môn gì? Chơi thể thao dữ lắm à. Môn gì không? Hay là môn gì? Em rất thích chơi thể thao. Em biết chơi đá cầu, em biết chơi đánh cầu lông, em biết bơi, em biết đánh bóng chuyền, cái gì em cũng biết chơi nhưng em không có cái nào giỏi. Giống luôn, giống luôn bạn ơi. Giống luôn đó, bên đây xác nhận giống á. Nên em cần là có một người nào đó để đi chơi cùng em. Chơi cùng. Rồi cái ngoại hình bạn có thể giống ai không? Bạn có thể miêu tả cụ thể hơn không? Tại vì là em hơi lùn. Nên em cần bạn nam phải cao. Mình đây cao cũng cao à. Dạ, có cái mẫu chuẩn giống nghệ sĩ, giống diễn viên, ca sĩ nào gì không? Thôi cao cao mập mập giống anh Quỳnh Linh là được rồi. Trời ơi, sao anh Quỳnh Linh? Làm này anh Quỳnh Linh làm sói ca hay sao? Ai lên chương trình mà muốn hẹn hò cũng lấy cái chuẩn là anh Quỳnh Linh hết. Bạn này giống Quỳnh Linh mà giống đi coi. Bạn này giống ai ta? Giống ai nó giống Hoài Linh. Giống một nhân vật trong cái chuyện Doraemon. Seiko. Đúng rồi, đúng không các bạn? Anh chào chị. Từ y chang luôn ơi. Bạn bên kia tưởng tượng Seiko không? Em không có đọc hoạt hình, coi phim hoạt hình nên em cũng không tưởng tượng được nó như thế nào. Ủa Seiko là sao? Seiko hình như là cô mỏ nhọn lắm. Mỏ nhọn mà. Mỏ nhọn, bên đây nó cũng hơi nhọn nhọn. Xích đâu này mặt nhọn chứ mỏ đâu có nhọn. Giống Seiko cũng được dễ thương. Cao nhiêu? Bên đây cao 1m69. 9, gầy nặng nhiêu? Nặng 55kg rồi. Cũng siêu gầy ha, dạ, mỏng ha. Thích mẫu bạn gái thì sao? Em thích mẫu bạn gái là cũng có cá tính, dễ nhìn, dễ thương. Ngoại hình thì cao khoảng 1m53 tới 1m60. Rồi bao giờ tiến tới hôn nhân được nếu mà vừa ý? Em với bạn đó tìm hiểu mà hợp, thấy hợp nhau thì khoảng năm tới. Chuẩn bị gì chưa? Cũng chuẩn bị đủ tiền cưới. Bạn có không thích cái gì ở người bạn gái không? Chảnh chẹ, đanh đá, rồi nhút nhát. Chảnh chẹ thấy ghét. Đanh đá. Ở đây là không có luôn. Mình có tật xấu gì không? Em tật xấu của em là hay quên, hơi thẳng thắn, tích thẳng thắn. Hay cho người ta mượn tiền rồi không? Em thì cho rất cho hay mượn tiền. Cũng hay quên rồi. Vậy cho chị mượn tiền nha. Quên nha. Em cũng nhiều khi cũng quên. Quên nó mệt lắm à. Được rồi, anh này rất dễ thương. Chị thích những người bây giờ thời buổi hiện đại nhanh lẹ mà cái gì mình rề rà mệt lắm. Dạ. Thích là phải nói nha. Dạ. Chào em. Hết hồ. Hú hồn. Trời ơi. Nhìn bạn bên này giống Doraemon quá ta. Vậy gì bên kia? Ủa sao hình như tôi coi chuyện tranh hay sao? Bên kia giống Seiko đấy, Doraemon vậy. Chắc do em tròn. Với cái tóc nó xà xả đều mắt kính này nè. Dạ. Cúc cưng. Dạ. Bạn không thích gì ở người đàn ông? Em không thích những người đàn ông nói nhiều. Tại vì khi gặp một vấn đề nào đó, người ta càng nói nhiều em càng không hiểu. Nói một thì em hiểu 10, mà nói 10 em hiểu 1. Nên đừng có nói nhiều. Với lại em không thích người đàn ông mà khi gặp một vấn đề nào đó tranh chấp giữa nam với nữ, im lặng em không biết cái nút nó nằm ở chỗ nào để em gỡ nó ra. Rồi. Hồi nãy mới nói không thích nói nhiều rồi giờ lại không thích không, im lặng. Nói nhiều theo cái tánh. Rồi gì nữa tiếp tục đi. Em không thích ở dơ đi. Hồi nãy nó thích quá. Người giống anh. Dơ ai đâu thích. May quá. Tại vì em rất bị dị ứng với mùi. Có mùi. Mà mùi thơm được không? Kiểm tra mùi bên kia coi sao. Thôi cứ sạch sẽ là được. À có một cái nữa anh Quỳnh Linh ơi. Con nhiều lắm. Em cần bạn nam quyết đoán. Cái đó là cái quan trọng nhất của em. Tại vì á em không có quyết đoán.
em không thể, em không quyết đoán kiếm thêm một người cũng không quyết đoán giống em. Vậy là không làm được gì hết. Đúng. Anh dạ. Kiểm tra. Đầu tiên để tôi kiểm tra cái vụ này coi. Cái vụ mùi á phải không? Ừ, đúng rồi. Có mùi gì lạ đó. Có nhiều khi có mùi mà mùi từ người anh nó bay ra. Bây giờ mà em nghe bạn gái kia nói em thấy có vấn đề gì mà mình liên quan không? Dạ không. Mà em như là em quyết đoán. Ừ. Kỹ sư mà phải quyết đoán chứ. Với em rất là gọn gàng mà ngăn nắp sạch sẽ. Đúng rồi vậy đó. Anh thấy được đó. Bây giờ mình gặp người thân coi góp ý sao ha. Bến Tre này đi với ai? Em đi em có ba mẹ và dì. Ồ. Anh chị ba. Chị. Dạ chào ba. Chào chú. Tôi, ba của Trần Vĩnh Toàn. Dạ. Yeah. Quê ở Bến Tre, hôm nay đến tham dự cái chương trình Tôi Muốn Hẹn Hò. Yeah. Thì qua cái nhận xét tôi thì thấy cái ngoại hình của cháu gái thì thấy cũng nhìn dễ nhìn. Yeah. Tính tình cũng vui vẻ, tùy theo hai đứa hai cháu. Dạ. Yeah. Chú dưới quê có trồng dừa cam quýt gì không chú? Dừa. Ở nhà trồng dừa. Nhiều không? Dừa nữa cũng 6 công. Trời ơi, dữ nha. Nha. Yeah. Hái dừa mà, mệt mỏi giờ rồi. Cưới dâu vậy có cho nó công dừa nào không? Dạ có. Có chú Quyền Linh. Giờ cô thấy sao? Con dâu tương lai mình được không? Cô. Nhìn thì thấy cháu cũng xinh. Dạ. Tính tình vui vẻ. Mà cái việc hai đứa có duyên nợ á thì bấm nút. Thì tôi cũng đồng ý. Mẹ chồng coi dừa rất là dễ thương ha. Bây giờ mình hỏi bên đàn gái coi có ai đi theo không nha. Rồi, em nay em đi có ai đi theo? Dạ, em đi với lại bạn thân của em cũng là đồng nghiệp của em, bạn Phan Thị Thùy Linh à. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường và mọi người trong khán phòng hôm nay. Đối với anh Toàn thì theo nhận xét của em thôi, về cái tính tình thì hai bạn có những cái nó hơi khác biệt thì nó cũng là một cái hay để mà bù đắp lại cho nhau. Với lại em thấy anh cũng hơi ốm. Bên kia về nuôi. Dạ. Nên là có thể sau này thì hai bạn khoe hẹn hò thì có thể bạn Cúc Cưng có thể là chăm sao cho ảnh tăng lên chục ký nữa đẹp. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi. Thôi giờ quan trọng là hai cặp đôi này nhìn mặt nhau nha. Mình thấy được là mình phải nắm bắt. Rồi, kéo màn. Dạ. Rất vui gặp em. Rồi, cảm ơn. Em cũng có món quà tặng. Cảm ơn em. Cái đó cây gì vậy em? Dạ, cây đó là cây tài lộc may mắn á chị. Thôi nãy giờ mình thông qua cái màn mình nói chuyện. Rồi bây giờ mình gặp mặt nhau, mình cảm nhận về nhau đi các bạn. Anh có cảm giác gì với em? Đầu tiên thì anh có cảm giác là dễ nhìn. Dạ. Cũng vui vẻ, khá thân thiện. Dạ. Nói chung là ngoài sức tưởng tượng mình. Dạ. Ngoài sức tưởng tượng là cơ thể nó mập quá hay là nó là cái gì anh? Nói chung là em thích. Rồi bạn gái cảm nhận bạn trai thế nào? Em thấy anh thì cũng chững chạc. Khi mà anh mà dắt gia đình của anh đi theo thì em cũng thấy rằng là anh có cảm, em có cảm giác rằng thì anh cũng có nghiêm túc trong vấn đề này. Thì nói chung thì em cũng thấy mến. Một bên thích, một bên mến. Bạn nam hát bài nó tặng bạn nữ đi. Em thì hát không có hay nhưng mà cũng hay hát. Đến chương trình em cũng tặng bạn gái một bài hát. Đứng lên rồi diễn tả đứng sát bạn gái hát cho nó tình cảm thôi. Đời bao buồn vui. Đời đã, đời bao buồn vui. Ngày tháng như tam trời đông như ơn. Như trong cuộc đời thiếu vắng một tình yêu. Như trong đời anh thiếu em. Nếu trong đời em ơi, từ đây trái tim hao gầy những tháng ngày bên nhau biết chăng lòng anh đã bao ngày. Người ơi lắng nghe lời con tim anh muốn nói. Tình yêu đó xin cho em một đời mãi không quên. Bài hát tặng em mối tình khát khao. Dạ, giống như đứng trả bài. Hát giống như cây dừa bị đuông ăn vậy. Vừa hát xong rồi không dễ thương cái mà. Câu đó quên rồi hay lặp lại á, xuống nít là trả bài. Chắc ảnh căng thẳng khi đứng trước em. Đúng rồi, căng thẳng đó. Mà giờ em biết bài hát đó, bài hát gì chưa? Em chỉ biết anh nói là mãi mãi yêu em. Cái vậy được rồi. Cái chính là bốn chữ đó thôi. Bây giờ là có ba mẹ với dì ngồi dưới kia.
Bạn gái có muốn nói điều gì không? Dạ con chào cô chú, con chào mấy dì của anh. Khi đến tham gia chương trình này á, thì nói chung là con cũng muốn tạo cho mình một cơ hội để tìm hiểu người bạn bên kia. Mà nếu như mà con với anh mà có cơ hội tìm hiểu nhau thì con nghĩ rằng con sẽ là một cô gái tốt trong mắt của cô chú. Thôi, bây giờ chúng ta quyết định bấm nút hẹn hò với nhau nhé. Suy nghĩ thật kỹ. Thôi. Xem mình có cảm nhận được, để tay nút bấm rung động nha, được với nhau hay không để quyết định. Nhắc lại, đây là một câu chuyện hết sức là quan trọng. Bấm nút có nghĩa là đồng ý hẹn hò với nhau. Một. Duyên rồi là dễ mất duyên lắm nha. Trao không phải là trao duyên rồi là đi uống cà phê đâu nha, mà trao duyên tiến tới xa hơn đấy. Hai. Ba. Hết thời gian. Rồi xin mời bạn. Sao bạn gái không lại không bấm? Không phải không bấm đâu mà cái nút không có ăn. Có bấm không? Em có bấm nhưng mà nút không ăn. Nắm tay nhau cái đi hai bạn. Trời tay múp míp dữ ha. Trời ơi giống trời giống Doraemon xe cô ghê mày. À, hôm nay bạn rất là may mắn khi có cả nhà của bạn Toàn đi theo. Đây là một sự hết sức là hệ trọng nên cả nhà, ba mẹ và dì nữa. Nên chúng ta cũng phải nắm bắt cơ hội này bạn. Tôi thấy rằng hai bạn hơi hợp đấy. Một chàng kỹ sư rất là chân tình ha. À, cũng vui vẻ, hòa đồng. Hy vọng rằng mỗi người chúng ta sẽ bổ sung cho nhau. Để ngày nào đó chúng tôi sẽ được dự đám cưới tại Bến Tre ha. Rồi, đây là những tình cảm của chương trình gửi tặng các bạn. Những vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Và một chiếc thẻ thanh toán quốc tế trị giá 1 triệu đồng của GCB đến từ Nhật Bản gửi tặng các bạn. Và đây hạnh phúc nhân đôi, nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì sẽ được nhận một suất chụp ảnh cưới cao cấp trọn gói trị giá 15 triệu đồng của áo cưới Milan. Và đây là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax gửi tặng hai bạn. Ngoại hình thì không quan trọng. Càng đen càng tốt. Hả? Sao vậy? Còn bây giờ mời quý vị đến với cặp đôi. Cặp đôi thứ hai. Hả Màng. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời bạn nữ giới thiệu về mình đi. Em tên là Nguyễn Thị Kim Liên. Năm nay em 27 tuổi. Em làm việc là hiện tại là ở Bình Dương. Làm công việc gì? Dạ em làm nhân viên văn phòng chị. Nhà em thì ở Đồng Nai. Mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh. Em chào chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả. Em tên là Lê Quang Vinh, 29 tuổi, em ở Bến Tre. Nghề nghiệp của em là giáo viên. Chà, giáo viên dạy về cái gì? Dạ, giáo viên dạy về thể dục. Dạy ở quận nào? Dạ, em dạy ở Gò Vấp. Cũng ấn tượng quá ha. Dạy thể dục chắc khỏe lắm ha. Khỏe, trời ơi. Mình đến đây để tìm một người yêu như thế nào, bạn có thể chia sẻ luôn. Ngoại hình thì không thành vấn đề. Quan trọng là cao hơn 1m50 là được rồi. Đừng có hung dữ. Gái mà hung dữ hả? Nhậu nhẹt hay là ăn chơi nhiều quá? Nhậu nhẹt ăn chơi sao có không trời ơi. Gái chắc ít con này lắm không sao đâu. Có không em? Dạ đi chơi thì có, còn nhậu thì không chơi. Mình có những cái ưu điểm khuyết điểm gì giới thiệu cho bạn trai bên kia biết luôn em. Ưu điểm của em là em nấu ăn ngon, ca biết hát. Rung quá chị ơi. Hít thở đâu có gì đâu rung. Hay là mình hát bài đi cho hết rung nha. Dạ. Em đi trên cỏ non mông ôm đôi bờ đường đê. Em che nghiêng nón lá chân rụng rè qua nhịn cầu tre. Quê hương em ở ngoài thành sâm nhà tranh. Em qua mấy sông vượt mấy đèo, dấu trèo lên đỉnh cao mấy núi cũng lặng lội về thăm. Dạ hết rồi chị ạ. Hết rồi. Bài ta vui quá hát sao nó buồn hiu rồi trời. Em gái muốn tìm một người yêu thế nào? Ngoại hình thì không quan trọng. Càng đen càng tốt. Hả? Sao vậy? Đi chắc tôi à, mình đi chắc tôi. Trời ơi chết rồi. Đen đen giống anh, giống chú Huyền Linh hay là đen hơn cũng được. Tại vì đen đen nhìn nó men men chứ không có yếu đuối chị. Vậy hả? Dạ. Cô này cũng lạ ghê nha. Xấu xấu cũng càng tốt. Ủa gì kỳ vậy? Quan điểm nói kỳ quá. Đũa tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài chị. Ôi chào con. Cô này ngộ ha. Dạ có tìm người yêu xấu xấu càng tốt là sao ta?
Dạ xấu xấu khỏi giữ luôn. Khỏi giữ luôn con hả? Đúng rồi. Ta phải giữ mình á. Thích đen, thích xấu thôi rồi chưa giờ mới thấy con này lạ. Dạ mà cổ nó thích hôi nữa tôi chưa. Dạ không. Thích ở dơ. Dạ không, sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Dạ. Nãy giờ yêu cầu sẽ giống quá vậy. Mày kia giống á. Đen xấu lắm hả? Xấu quá. Đen thùi lùi, đen như cục than. Dạ. Chú có lúc chú cái mặt chú đen như cái đít chảo luôn vậy đó. Gì mà dữ vậy? Trời chứ nào, không nên nổi gì đâu. Bây giờ con không thích gì ở người đàn ông nào? Tính gia trưởng, tính toán tiền bạc, yếu đuối giống như là không có quyết định trong mọi việc á. Ý là hút mà hút thuốc thì phải có chỗ nơi quy định á, đừng có hút mà để giống như ra bay, phía, bay ra phía sau người ta ngồi phía sau á, hay than vãn về vấn đề tiền bạc á. Dạ. Đúng rồi. Rồi. Bạn gái nói vậy á, em có vấn đề nào không? Dạ không hút thuốc. Ừ. Có mượn tiền không? Dạ có. À, gì vậy? Đừng có than vãn. Hàng tháng thì những khi tiền lãnh lương chưa kịp thì em mượn bạn em xài. Mượn như phải than vãn. Trời ơi. Cũng đen dữ quá ha, trời đen hơn Quyền Linh luôn. Nhưng mà đâu có đầu xấu quắc đâu mà anh nói em tưởng anh đâu. Trời thôi, đây người ta đẹp trai, người ta có duyên. Lỗ mũi cao như cái dừa vậy đó, thấy không? Dọc dừa luôn đàng hoàng. Đầu y như cái mũ dừa ấy. Ủa sao tóc con hết lạ, tao quên giờ mới nhớ đó. Con tóc lạ vậy. Em ra tiệm em kêu hết cao lên vậy được rồi. Kiểu này ở dưới quê mà Bến Tre tao kêu là mũ dừa nè. Thầy giáo thể dục ha. Ừ. Chắc chắn đen ha. Tiền bạn gái không được nha. Dạ quá. Phải cho bạn gái tiền. Dạ được. Đúng. Bắt tay. Tôi là thích mấy người bạn đàn ông vậy lắm á. Đó, bây giờ cái mối tình này cũng xa nè. Giờ bạn nữ giả tỷ nhưng mà mình tiến tới hôn nhân được thì bạn có lên thành phố hay hoặc là bạn về Bến Tre theo bạn nam hay không? Dạ nếu như mà em tìm được công việc thì em sẽ. Bạn làm bên văn phòng về gì? Dạ em làm bên xuất nhập giấy tờ chị. Đi nơi khác định cư miễn là tốt cho công việc là được đúng không? Dạ đúng rồi chị. Rồi vậy bạn trai yên tâm nha. Dạ. Bạn nam đi với ai? Dạ em đi với bạn thân em. Bạn thân. Thân cỡ nào? Dạ thân được 10 năm. Dạ em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường ạ. Chào chị Diễn. Dạ em tên Học, là bạn thân của bạn Vinh. Bạn nữ thì cũng dễ nhìn, cũng xinh, người cũng được anh. Cũng được á. Dạ. Bước đầu nhìn thấy cũng tốt anh. Cũng tốt ha. Dạ. Bạn nữ mình có đi với ai không? Dạ em đi với chị gái em với bạn thân của em. Chị ruột hả? Dạ. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Mọi người trong thính phòng này. Em thấy bạn nam này cũng được. Cao ráo, đen chắc, giống ý của em. Yeah. Cười cũng dễ thương, cũng dễ gần. Chứ không phải như là kiểu như người ta là khách sáo này kia. Rồi em nói hứa gì với chị trước đi để bạn gái cứ yên tâm đi. Trước mặt chị, trước mặt chương trình thì em xác định là lên chương trình tham gia thì quen, nếu được thì sẽ cưới luôn. Em chị là nó rất là nghiêm túc, tính nó là quyết đoán lắm. Như là con trai vậy đó. Nó không có phải mà yếu đuối đâu. Cho nên là những ai yếu đuối là nó không hợp với nó đâu. Mạnh mẽ, thầy về thể dục mà. Thể dục cầu lông đúng không em? Dạ. Tướng tá thì mạnh mẽ đó, nhưng mà không biết ý chí có mạnh mẽ hay không. Không. Bây giờ hai bạn tâm sự với nhau nha. Ừ. Những cái ý gì nãy giờ mình còn gút mắt, mình rồi. Chưa có giải đáp được thì mình nhân cơ hội này mình hỏi liền. Kéo màn lên. 2 phút nha. Các bạn có 2 phút để trò chuyện, bắt đầu. Đủ đen chưa? Rồi em đẹp em có quyền nói trước. Dạ hồi nãy em nghe anh nói là cái tiêu chuẩn bạn gái của anh á, là cao trên 1m50 á. Mà hiện tại là em cao có 1m50 có được không? Ý anh không? Thì trên 50 trở lên là được rồi em. Vậy hả? Nhìn em là em thấy rất là xinh. Thế mà cái gì đầu tiên là rất là có cảm tình. Dạ em cảm ơn. Ví dụ nếu mà anh và em quen nhau lâu dài thì em có thể lên Sài Gòn làm được không? Dạ nếu mà em tìm được công việc thích hợp thì em sẽ lên. Hiện tại là cái khoảng đường của em với anh xa nhau vậy á, thì anh có thể có thời gian đi xuống để hẹn hò hay không? Anh dạy từ thứ hai tới thứ sáu, đến 7 chủ nhật thì anh dạy có buổi, còn lại là rất là rảnh. Cái này anh có hay đi chùa, với là anh có ăn chay được không anh? Đi chùa thì anh ít đi, nhưng mà anh tin tưởng về cái đạo Phật. Tại vì em không có ăn mặn, em ăn chay. Anh thì cũng hay tin vị đoan. Anh có hay đi xem bói không anh? Xem thì một năm xem một lần, coi năm đó mình vận may hay là về cái vấn đề làm ăn mình thế nào. Thầy bói nói em năm nay năm sao? Năm nay có đám cưới gì không? Ừ. Dạ hôm nay em không có đi coi. Có coi tuổi hợp bạn nữ tuổi nào không? Thầy không cần coi em biết. Ủa em tự coi luôn hả? Vậy em hợp với bạn nữ tuổi gì? Nếu mà hợp thì 87 cũng được nè. 90, 93, 94 gì đó, 95. Em không có nằm trong mấy cái ảnh đó. Bạn này đã biết rồi, tuổi tỵ. Dạ hợp anh, không? Anh tuổi mèo. Anh tuổi mèo. Mèo bảy rắn hợp mà. Dạ em đâu nói không hợp đâu. Ừ mèo với rắn vườn qua vườn lại gì nè được. Cuối cùng mèo chết chắc vậy.
Đâu có, chưa chắc à nha. Chưa chắc con mèo chết đâu á. Còn bạn gái, thầy bói nói gì rồi, nói sao? Dạ, thầy bói nói năm sau lấy chồng. Mà không biết lấy ai thì em không biết. Thầy bói có nói người đó đen trắng gì không? Có, hình như nói đen đen cao cao mà em không biết phải không. Bây giờ thêm một cái này để bạn trai chứng minh cho chị của bạn gái thấy là mình mạnh mẽ nha. Bạn trai có đem theo quả bóng, mình thể hiện coi thầy giáo dạy thể dục. Chung là anh thì thể thao thì môn nào anh chơi cũng được, nhưng mà nó không hay lắm, nằm ở dạng tương đối là khá. Dạ, như cho em xếp được tấn bóng để thể hiện là em là không em thật sự em chơi thể thao. Em xin phép chị là em để tân bóng để chị thấy em không có bóng. Rồi tao mất bóng. Đó 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 đó, đó. Sao chu đích vô mặt bạn gái vậy đó? Được không em? Dạ được. Vậy đỡ cho em được không? Hay sao em? Dạ thấy thì được. Nãy giờ em nói chuyện với bạn gái, em biết bạn gái tên gì không? Dạ tên Liên. Nhớ bạn trai tên gì không? Dạ em xin lỗi em quên. Trời ơi. Em không nhớ. Ảnh tên Đen. Dạ cho em hỏi lại anh tên gì vậy anh? À, anh tên Vinh. Vinh. Giờ được chưa? Giờ quyết định bấm nút được chưa? Về đi. Chúng ta suy nghĩ thật kỹ, nãy giờ mình nói chuyện vui để có thể hiểu nhau hơn. Nhưng khi đến với tình yêu thì chúng ta suy nghĩ thật kỹ trước khi bấm nút các bạn nha. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Em có bóng rồi hả? Ví dụ không vô luôn rồi sao? Dạ thì em nói em có bóng. Dễ thương mà, nắm tay nhau đi. Cặp này được nha. Người trắng tươi, người đen thùi lùi. Giống như bạn đen với phấn trắng vậy ha. Không mà nhưng mà hợp đấy. Hôn bạn gái một cái đi. Sao hôn sao? Hôn rồi, đồng ý không quý vị? Nào. Xin chị gái, xin chị gái trước. Có chị gái không xin gì chứ. Cảm nhận sao? Dạ. Nó lần lần. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speed của bò nha. Em diễn hòa đồng, mọi người nhận xét em là nhiệt huyết trong việc, cũng dễ gần. Về điểm yếu của em thì em nóng tính, nóng nhưng mà cũng biết kiềm chế em. Em thấy chị bên đây rất là dễ thương, nhỏ nhỏ xinh xinh á, đủ điều kiện giống như là những gì anh Trọng hướng đến. Chúng ta sẽ gặp ngay cặp đôi thứ hai. Rồi, bắt đầu. Mời. Rồi, xin mời nhà gái. Mời đi em. Mời nhà trai. Mời đi em. Mời nhà gái giới thiệu về mình. À dạ, đầu tiên em xin gửi lời chào tới hai MC duyên dáng của chương trình là chị Hồng Vân và anh Quyền Linh, cùng chào với em. Bạn bên kia và mọi người ở trong khán phòng ngày hôm nay cũng như các bạn xem đài. À, em tên là Lê Hoàng Việt Hà, năm nay em 26 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em vừa mới tạm dừng công việc nhân viên xuất khẩu tại một công ty để theo đuổi một cái ước mơ khác của mình nữa. Cụ thể là cái ước mơ của em là em sẽ làm gì? Dạ, tại vì em hiện tại thì cũng đang trau dồi kiến thức về chuyên môn cũng như là về ngôn ngữ, ngoại ngữ của em một xíu. Tại vì nó chưa được tốt lắm. Rồi, mời bạn trai. Dạ, chào anh Nguyễn Linh. Chào chị Hồng Vân, chào toàn bộ khán giả trường quay, chào anh bạn bên kia. Em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Quang Trọng, em năm nay 26 tuổi, quê Đồng Tháp. Hiện đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương và công việc hiện tại của em là cố vấn dịch vụ trong hãng xe hơi ở Bình Dương. Em nói về thế điểm mạnh và điểm yếu của mình đi cưng. Về điểm mạnh của em thì em là một người thân thiện, hòa đồng, biết lắng nghe và chia sẻ với lại bạn bè. Điểm yếu của em thì nói chung người em hơi dễ xúc động một chút nên là cũng hơi dễ khóc. Vậy hả? Dạ vâng.
Còn em trai? Về điểm mạnh của em thì em vui vẻ, hòa đồng mọi người, nhận xét em là nhiệt huyết trong công việc, cũng dễ gần. Là em cũng biết một số tài lẻ. Tài lẻ là gì? Em biết hát cả anh. Anh tính tí xíu tặng bằng nữ. À tí xíu luôn ha. Dạ. Ok. Em có tật xấu gì không vậy? Chồng. Về điểm yếu của em thì em nóng tính, nhưng mà cũng biết kiềm chế anh, sợ máu. Bên đàn gái cho đàn trai biết một chút về đường tình duyên đi. Cho tới bây giờ thì em cũng chưa trải qua mối tình nào, Lý do lúc đi học thì em lo học, còn sau khi đi làm thì em đi làm ở dưới Long An, thì ở dưới thì mọi người hầu như cũng đã lập gia đình hết rồi. Nên là nói chung là em cũng không gặp ai rồi. Còn bên kia thì sao em ơi? Dạ em cũng trải qua hai mối tình nữa. Mối tình đầu tiên của em là thời cấp 3. Mối tình thứ hai của em thì cũng được 3 năm. Nhưng mà hai bên cũng chuẩn bị tiến tới hôn nhân, nhưng mà từ thời điểm đó tới giờ là cũng chưa có mối tình nữa. Mấy năm rồi? Cũng từ 27 tới giờ rồi. Thôi chào chị. Chào em. Dạ. Bạn này cũng vậy là hủy. Bạn này yêu sớm lắm á. Bạn 26 tuổi, bạn có một mối tình 3 năm đúng không? Dạ. Bên đây á là bạn chưa có mối tình nào luôn. Đó, cho nên hôm nay nhà gái tôi hơi thắng thế chút xíu nha bạn nha. Em muốn tìm một nửa yêu thương thế nào, nói với bà mối có giống bên kia không? Thì hình mẫu lý tưởng của em thì cao 1m55 trở lên thì rồi. Mình cao nhiêu cưng? Giờ tầm 1m50 hả? Dạ, da trắng, tóc dài. Da trắng luôn, tóc dài luôn. Dạ, do là mẫu người của gia đình là biết trên biết dưới rồi chị. Em có bao nhiêu phần trăm trong đó? Dạ chắc tầm cũng được 70. Chị thấy là 80% á. Dạ. Còn em thì sao? Em muốn cái mẫu người lý tưởng của em. Tại vì em cũng hơi thấp nên là em muốn bạn trai của em cũng cao hơn một chút. Và cũng cao hơn em nhiều mặt trong vấn đề khác nữa. Có gì là cũng giúp đỡ em. Em cao nhiêu? Dạ, em cao 65 vậy. 65 vậy là ngon rồi, người ta cao hơn em tới 15 phân rồi. Rồi cái điểm gì mà em không thích ở người con trai? Dạ em không thích một bạn nam hút thuốc, với lại có những cái tật xấu như là bài bạc á. Dạ, có bài bạc có hút thuốc không? Dạ không chị. Rộng lượng một chút. Bạn có rộng lượng không bạn? Dạ rất là không phán chị, con trai mà. Dạ, cũng hơi lãng và có sự lãng mạn trong tình yêu. Có lãng mạn không bạn? Dạ có chị, em người sống tình cảm. Có hết á, tôi nãy giờ tôi nghe ảnh nói thôi nhưng mà tôi cảm nhận là ảnh có đó, phải không ông? Có. Thôi anh thấy bên đây ổn đó. Còn em trai? Dạ. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Hay càm ràm. Càm ràm phụ nữ là phải càm ràm rồi. Tôi không bao giờ càm ràm nghe Linh, tôi nói cho Linh biết. Càm ràm chứ. Tôi không bao giờ có chuyện đó. Em có càm ràm không? Dạ không. Sao cái càm ràm của người phụ nữ là xuất phát từ cái người đàn ông. Không bao giờ mà tự dưng người ta càm ràm hết trơn trời. Người ta đâu có bị mắc bố đâu mà tự dưng người ta càm ràm. Trời, phụ nữ càm ràm rất là dễ thương. Dạ. Ổn rồi đó, bây giờ làng gái đi với ai nào? Hôm nay em đi có mợ gì, chị họ em, một số bạn với lại bạn đồng nghiệp. Kính chào anh Quyền Linh và chị Hằng Vân. Kính chào các anh chị có mặt trong trường quay và chào em Trọng. Dạ. Dạ. Hôm nay đến đây là hy vọng là cháu sẽ tìm được phân nửa của mình. Và hy vọng luôn là các cháu sẽ tạo cho nhau điều kiện để mà tiến tới hôn nhân luôn. Dạ. Dạ. Dạ, bạn nam này nhìn cũng hiền và dễ thương. Đang cảm ơn chị. Rồi, hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với bạn đồng nghiệp và ba người bạn thân của em. Chia sẻ thêm là hai bạn này là cũng từ chương trình Bạn Quen Họ ra. Số trời là tập 557 nữa. Hai bạn này là đúng rồi. Nhớ cái cô gái massage cho chàng trai không? Đúng không em gái? Bây giờ nhìn thấy hai đứa sao rồi? Dạ, lời đầu tiên xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, quý vị khán giả và chào đàn gái bên kia. Nói giờ nè, hai đứa giờ đang sao rồi? Sống sao nè? Dạ thì cũng ổn, cuối năm. Có sau bao lâu thì cưới ta hai dạ, đứa? Dạ, cuối năm nay. Cuối năm nay cưới hả? À. Hôm nay bấm nút khoảng lâu nhiêu rồi ta? Em lúc đó em quay hồi tháng 10. 557 đúng rồi. Dạ, lúc em Vân mới, lúc đó chị mới làm đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Coi như cuối năm cưới ha. Dạ. Vậy chúc mừng hai đứa nha. Đúng rồi, chúc mừng hai đứa. Sao mà tụi em đưa người này tới đây vậy? Dạ thì em thấy anh Trọng cũng ế quá. Xong kỳ em với anh Hiệp phải thúc ảnh lên. Cũng đánh tư tưởng dữ lắm. Tới đây là cũng giống như hai nó luôn đó em. Dạ dạ. Em cũng hy vọng với anh. Rồi bây giờ góp ý đàn gái chút xíu nào. Em thì em thấy chị bên đây rất là dễ thương. Nhỏ nhỏ xinh xinh á, đủ điều kiện giống như là những gì anh Trọng
hướng đến. Thì lên đây đã cái duyên rồi. Thì giống như em với anh Hiệp thôi, cũng là một cái duyên. Thì mình cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu nhau trước. Nếu mà được thì mình tiến tới, còn không thì cũng là một người bạn với nhau. Ủa em rồi được massage thường xuyên không? Dạ thì cũng lên được tầm 3-4 kg rồi. Ôi sung sướng ghê nha, mặt mãn nguyện với sợ. Tháng 10 tới nay đó. Ừ. Rồi thôi chúc hai em hạnh phúc nha. Dạ rồi. Nếu báo tin tụi anh sớm. Bây giờ mở rào đi. Mở rào. Chào em, anh có món quà tặng em. Đứng đó, đứng đó, đứng đó. Đứng đó, đưa, đưa, đưa gấu đó tôi. Có món quà. Anh mở được không? Dạ được ạ. Cái ví à. Cái ví hả? Cảm ơn em. Bây giờ Trọng nãy nó hát tặng bạn gì đó, làm luôn đi. Thì đến đây em cũng tặng bạn nữ một bài hát tựa đề là Chỉ Vậy Thôi ha. Em mượn tay em. Anh chưa từng nói sẽ yêu em suốt đời, anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó. Nhưng anh sẽ hứa anh yêu em thật nhiều, yêu em không cần lý do. Em đã mang đến cho anh những bất ngờ, em đã mang đến cho anh niềm hạnh phúc. Anh sẽ giữ mãi những phút giây ngọt ngào, sẽ giữ cho mình anh thôi. Xin em đừng khóc khi anh không ở bên, xin em đừng khóc khi đôi ta giận hờn. Đừng để nước mắt xua đi mọi niềm vui, hãy để nụ cười nở trên môi của em. Hãy cứ để anh quan tâm em ngày đêm, hãy cứ để anh sống với những mong chờ. Muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh, anh yêu em chỉ vậy thôi. Đứng đứng đó chưa? Bên nhà gái mình làm cái gì đi chứ, để đừng có để bị thua cưng. À dạ em nhảy một điệu nhỏ thôi ạ. À. Dạ vâng. Okay. Chắc tới sáng quá. Vậy được rồi. Đó, cảm nhận về nhau thế nào các bạn? Mở đầu thì em thấy anh sao? Từ đầu tiên á. Anh nhìn anh cũng rất là thân thiện quá, dễ gần à. Em có thích đi du lịch không nhỉ? À em cũng rất thích đi du lịch, đi đây đi đó. Có thích biển không? À dạ thích ạ. Anh thì thích đi du lịch mà kiểu như đi phượt á, phượt mình đi tới đâu mình dừng đó mình kiểu trải nghiệm đúng không? Ờ đúng rồi. Em có dễ nóng tính không nhỉ? Cũng thi thoảng thôi, nói chung là có những chuyện gì nó vượt quá chịu đựng của mình thì em cũng sẽ hơi nóng tính một chút. Có ghen lắm không? Tại vì thật ra thì em cũng chưa có yêu chưa bao giờ nên là cũng thôi, nhưng mà anh thì lúc nào cũng chủ động được rồi, nhưng quan trọng là em khi nào em rảnh thì anh có thể gặp được. Dạ vâng ạ. Bình Dương với Sài Gòn cũng không xa lắm, nhưng mà anh cũng ngại xa, chỉ cần có lý do thôi. Thì em nghĩ mình bao nhiêu đứa là đủ nhỉ? Em cũng thích có nhiều con một chút. Nuôi nổi không Trọng, quan điểm nó đồng ý không? Được chị. Được ha. Cỡ nào cũng được chứ. Nếu như mà em muốn tìm một bờ vai để tựa, để một tìm một người để che chở, hay là một tìm muốn tìm một bến đỗ an toàn, thì anh có thể làm cho em không cảm thấy giọng nếu mà chọn anh. Vâng, cảm ơn anh ạ. Dạ vâng ạ. Chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Mời rồi. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Điếm mà. 1 2. Hết thời gian. Khó bấm. Làm tôi hồi hộp quá cô gái ơi. Tôi hồi hộp với cô quá. Rồi nắm tay nhau đi. Đó, chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau rồi. Thủ tục đầu tiên. Xin
Hello mọi người, mình là Mai Sơn. Hãy tìm mình trên Speakable nhé. Đối với em thì em không có hình mẫu cụ thể. Nhưng mà người mà làm cho em ấn tượng á là có nói chuyện thu hút vui vẻ. Rồi cái thứ gì nó lại gì? Sâu sắc. Rồi. Sâu sắc không? Dạ có. Đặc biệt là biết phấn đấu để có được những gì mà mình thích. Mời nhà trai. Chào anh trai. Mời đi em. Xin mời nhà gái. Mời anh trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào bạn nữ xinh đẹp ở kia. Chào tất cả các thành viên mình trong trường quay. Xin tự giới thiệu, mình tên là Dương Tiến Dũng, sinh năm 1982, quê ở Bình Định nhưng mà sinh sống ở tại Buôn Ma Thuột. Công việc của mình là đi lắp đặt thiết bị và chuồng trại chăn nuôi heo gà cho khách hàng. Rồi, còn bạn, bạn giới thiệu đi. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Chào em. Và bạn trai bên kia. Em tên là Lê Thành Phượng, năm nay 33 tuổi, sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Hiện em là kế toán thuế. Rồi, bạn có thể nói luôn về điểm mạnh, điểm yếu của bạn đi. Điểm mạnh của em là em tràn đầy năng lượng tích cực. Em có thể dễ dàng hòa nhập với môi trường xung quanh. Còn điểm yếu của em thì cũng hơi nóng tính, hay quên. Bạn trai, ưu điểm khuyết điểm bằng là gì? Dạ, ưu điểm là biết nấu ăn, biết lo cho gia đình, điện nước cơ khí là làm được hết. Còn khuyết điểm? Điểm yếu của em là em ít nói, dạng sống nội tâm anh. Em trai có mấy mối tình rồi? Dạ, em có trải qua 3 mối tình. 3 mối rồi hả? Hồi xưa ra trường đi làm à. Mối tình đó mấy năm? Thì cũng không mấy tháng anh ạ. Rồi mối tình thứ hai? Dạ, thì cũng được ở 6 tháng rồi. 6 tháng nữa rồi mối tình thứ ba? Cũng vậy thôi. Còn là những mối tình mấy tháng không à? Dạ. Rồi còn bây giờ em nói đi, cái chuyện tình cảm của em là em mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là mối tình thời học sinh, quen 7 năm. Mối tình thứ hai thì quen 6 tháng. Trời ơi, sao mà cái tỷ lệ nó lạ lùng vậy em? 7 năm trời cho một cái chuỗi thanh xuân như vậy là hơi bị dài đó nghe. Dạ. Rồi lý do tại sao lại chia tay mối tình đó? Sau này thì em mới biết là bạn đó không thích bạn gái. Trời bạn ơi. Đó yêu đàn ông hả? Mới vậy gì mà sao 7 năm mày mới phát hiện ra vậy em? 7 năm mới phát hiện ra vậy? Dạ, lúc đó là thời học sinh mà còn ngây thơ á. Trời ơi, làm mất tao 7 trời năm thanh xuân. Trời mất nhỏ 7 năm trời thì tình là giờ thành ra rút kinh nghiệm những bạn gái mà yêu bạn trai đó. Phải tìm mọi cách coi thẳng hay cong liền luôn. Chào em gái, trời xinh đẹp quá. Tội nghiệp em tôi, xui quá. Thành ra bây giờ nếu mối tình thứ ba là phải thử coi thẳng hay cong liền nha. Sắp tới em sẽ muốn có một người yêu thế nào? Dạ, đối với em thì em không có hình mẫu cụ thể. Nhưng mà người mà làm cho em ấn tượng á là có nói chuyện thu hút vui vẻ. Rồi cái thứ gì nó lại gì? Sâu sắc. Đặc biệt là biết phấn đấu để có được những gì mà mình thích. Công việc của em là hiện nay là đi nhiều nơi lắm ạ. Chào em. Em nói rõ về cái vấn đề mà đi công tác của em á. Một lần như vậy ngắn nhất là bao nhiêu lâu và dài nhất là bao nhiêu lâu? Dạ cũng tùy ở công trình vậy. Thường công trình em có dài cỡ 2-3 tháng rồi vậy. Rồi nếu mà dài nhất thì bao lâu? Dài có khi là kéo dài tới 1 năm. Kéo dài cả năm luôn? Không, nhưng mà ý là mình có thể nghỉ mà vậy. Nếu mà thật sự á, em gặp cô này á mà em cảm giác là thật sự là đúng là cái người mình yêu rồi. Đúng. Thì phải thay đổi đi. Đúng. Không ai có thể chịu đựng như vậy. Bởi một người con gái không bao giờ chấp nhận thiếu cái sự quan tâm và chăm sóc đâu. Rồi thôi bây giờ như vậy đi. Em nghĩ là cái mà hình mẫu lý tưởng nào hoặc cái người yêu của em sẽ như thế nào để có thể níu giữ em đừng đi công tác xa nữa. Em thay đổi cái môi trường của em. Biết chăm lo cho người bạn đời mình là hoặc gia đình của mình thì vậy. Nhìn dễ thương là được vậy. Cá tính một chút cũng được, cá không sao, tại vì em cũng hiền lắm. Em làm công việc nhanh không? Dạ, nói chung giao em là em làm rất là nhanh. Chỉ có nói là chậm thôi đúng không? Dạ. Phải tiết tốc cuộc sống lên ha. Cái này là tôi phải cho gặp tôi 3-4 ngày để tôi có thể trend lại phải không? Trend lại đúng rồi. Nói chung á, nhà gái thì tôi chịu rồi đó. Bên đây đẹp trai, bên đây đẹp gái. Anh thấy rằng hai người rất là hợp với nhau. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Rồi coi họ có biết sao cho hai bạn gặp mặt đi ha. Em đi với ai? Dạ em đi với mẹ, chị với là 2 người bạn. Chào mẹ. Gia đình nhà gái. Thì em là chị của Phượng.
Xin trước tiên thì em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả trong trường quay. Chị xin chào em trai. Chị thì chị rất có cảm tình với lại con trai miền Trung, cho nên là chị thấy hình thức thì về hình thức thì có vẻ ok. Đàn ông con trai thì mình nói chuyện nó tiết tấu nó nhanh hơn một tí, với lại mình nói lớn hơn một chút. Cái nhìn chung đối với chị thì là theo Phượng thì có vẻ là được. Thì biết đâu chừng nếu mà sau này có duyên thì mình sẽ trở thành người một nhà. Rồi, cảm ơn chị. Bạn nam đi với ai? Dạ, đã có hai em mình. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, xin chào chị gái và chào khán giả. Em là tên Lộc, em là bạn của anh Dũng cũng lâu năm rồi. Em thấy chị đây cũng cá tính, cũng xinh đẹp, rồi cũng năng động. Thì em nghĩ anh chị sẽ bù trừ bổ sung cho nhau. Và em mong cho anh chị cho nhau cơ hội để có thể tiến xa hơn ạ. Đâu cần gì, chỉ cần anh ấy nói lưu loát mà tiết tấu với bạn này là ok rồi. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt. Mở rào. Nói lớn lên nha. Dạ. Mạnh mẽ lên. Rồi, đứng lên tặng quà đi. À, chào em. Dạ chào anh. Em có món quà tặng anh. Có món quà tặng em. Rồi em mở ra đi xem quà là bạn gái tặng mình cái gì. Dạ. Thì cái màu này em cũng nhìn cũng ưng ấy. Màu xanh này ngọt ngào quá. À, em cũng có bài thơ cũng liên quan tới cái màu xanh này. À, em cũng tặng anh ha. Dạ. Nghe đồn anh thích màu xanh, còn em thì lại thích anh mất rồi. Hình như anh thích màu trời, còn em thì lại một đời bên anh. Dạ. Rất là cảm xúc vậy. Ta anh cũng có một bài hát tặng cho em. Rồi, hát là luôn. Và là chính là anh. Cứ mỗi sáng thức dậy, bên cạnh anh luôn có một vòng tay. Cứ mỗi sáng thức dậy, anh lại nhận được một nụ hôn. Em ơi em biết không, anh chỉ ước đôi ta như thế này. Cứ trôi qua mỗi ngày, rất đơn giản và thật hạnh phúc. Nhiều lúc đôi ta giận nhau, anh lặng im không nói. Nhiều lúc em như trẻ con, cứ muốn anh ôm chặt thôi. Nhiều lúc em hay rằng anh bù vờ chẳng biết vì điều gì. Nhưng như vậy anh lại yêu em hơn. Tình yêu không chỉ niềm vui và còn cả khổ đau. Mình hãy hy sinh vì nhau để tìm một hạnh phúc. Và bước đi trên con đường đi của em, sẽ có một người luôn yêu em, luôn bên em mà thôi. Đó chính là anh. Trời ơi, hay quá. Em chỉ cần như thế thôi. Em chỉ cần như thế thôi thì cuộc sống nó sẽ không khí lắm, em hiểu không? Cái nội lực á, cái năng lượng á. Ừ. Đấy, em chỉ cần như thế thôi. Nói chuyện cũng cần như thế thôi là ok. Cảm xúc em sau khi nghe cái bài đó? Dạ cũng vui lắm. Thôi mình về chỗ ngồi đi. Về chỗ nè. Bây giờ nè, em nhìn cô gái đi. Em cảm nhận thế nào lần đầu tiên gặp mặt đó? Nhìn em rất là dễ thương. Chúng ta cũng đã lớn cho nên là mình muốn tìm hiểu nhanh để nếu mà có gì thì mình có thể tiến xa hơn. Vô luôn vấn đề luôn vậy đó hả? Đó, bây giờ người ta mạnh mẽ. Bây giờ mình em cũng không rồi. Có quy định cái thời gian. Chủ yếu là tình cảm của hai người đủ lớn thì mình có thể tiến xa hơn. Anh ở làm việc ở Đắk Lắk? Không, cái công việc của anh là không có cố định, nhưng mà nhà anh ở Đắk Lắk rồi. Dạ, vậy thí dụ như trong quá trình tìm hiểu hẹn hò thì anh sắp xếp thời gian làm sao? Thì rảnh, nếu mà rảnh thì anh có thể đi thôi. Sau này anh có dự định là mình có thể công việc mình có thể chuyển về Bình Dương hay là đâu gần đó? Theo em thì em thích ở đâu? Dạ, ở đâu mà cũng gần gần ở đây đi. Anh có thể thì thay đổi tùy thôi. Được, đó, có nếu thể thay đổi là được. Nếu mà tình cảm đủ lớn thì chắc có thể thay đổi được ha. Dạ. Rồi kinh tế làm sao, chuẩn bị làm sao rồi? Sẵn sàng để lấy vợ chưa? Dạ, mọi thứ đều sẵn sàng rồi ạ. Rồi, bây giờ em cảm giác trong lòng mình thế nào với người đối diện? Anh thấy bạn cũng phù hợp với em. Phù hợp với em? Dạ. Trái tim mình có rung động gì không? Dạ, có. Em thử mạnh dạn tới nắm tay bạn ấy nói một câu gì đó. Rồi chúng ta sẽ tiến hành bấm nút nào. Chào em, anh sẽ có muốn mời em vào một đoạn hát. Lên cao nguyên đi em,
đời như mơ như thật, hương cà phê thơm ngát, khói lam chiều mênh mang. Lên cao nguyên với anh, hòa nhịp chiêng rộn ràng, nối vòng xoan dài mãi, hương rượu cần ngất ngây. Lên cao nguyên đi em, đêm nhà dài ấm áp, lắng nghe lời kết hàng, huyền thoại và chẳng đám sang xanh nhã. Lắng nghe lời ai rây, hình nhận mình nhận hỡi linh, nghe sao xuyên lòng mai. Trời ơi, à, hay quá vậy. Bây giờ mai mốt về em bực em kêu anh hát đi, hát đi nha. Nào, bây giờ để tay nút bấm đi các bạn. Phải thật sự sống bằng con tim của mình các bạn nha. Hãy suy nghĩ thật kỹ, quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 và 3. Cả hai cùng bấm. Chúc mừng. Đấy, được chưa? Nắm tay nhanh lắm. Nè, cái cặp này hợp ghê đó nha, thật sự luôn á. Nắm tay thấy sao? À, tay rất là ấm áp. Ấm áp ha. Bây giờ là cái thủ tục đúng không? Xin phép cô chị gia đình. À, anh xin phép em thấy con gặp mặt em. Trời. Hung hơi lâu nha. Ông còn bị nuối tiếc. Xin chào mọi người, mình tên là Trần Vương Anh. Hãy tìm mình ở trên Spit Couple nhé.